chơi phải mày có cầu gió to. Bye.
Đây là kinh cây me đó bà con. Cái kinh này tạo bè cũng nhiều lắm. Cái này nó chạy xuống tới dưới dầm rầy, dưới dầm rầy như thuộc Kiên Giang. Bờ kè Tiến Tôn nè, bờ kè Cái Me. Giờ làm cái bờ kè này cũng đẹp. Giờ bắt đầu có quán xá gì dọc dọc bờ kè nữa.